Vườn trà là Sa Đéc, tọa lạc tại phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, là điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thích thiên nhiên và muốn trải nghiệm không gian xanh mát, độc đáo. Nằm trong lòng làng hoa Sa Đéc nổi tiếng, vườn trà là không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp rực rỡ của những chùm trà là chính mộng mà còn bởi những trải nghiệm thú vị mà nơi đây mang lại. Không gian và cảnh quan Với diện tích khoảng 4.000m2, vườn trà là Sa Đéc trồng hơn 180 cây trà là, mỗi cây cao trên 4m, được sắp xếp thẳng tắp, tạo nên khung cảnh hài hòa và bắt mắt. Mỗi năm, cây trà là chỉ ra trái một lần vào đầu mùa hè, từ tháng 2 đến tháng 5, khi những chùm trà là chuyển từ màu xanh sang vàng cam rực rỡ, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động. Hoạt động trải nghiệm Đến với vườn trà là Sa Đéc, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những chùm trà là chính mộng mà còn có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động thú vị. Chụp ảnh check-in, với khung cảnh độc đáo và sắc màu rực rỡ, Vườn trà là là địa điểm lý tưởng để lưu giữ những bức ảnh đẹp và ấn tượng. Thưởng thức trà là tươi, du khách có thể tự tay hái và thưởng thức những trái trà là tươi ngon ngay tại vườn, cảm nhận hương vị ngọt ngào và tươi mát. Tham quan và tìm hiểu, tìm hiểu về quy trình trồng và chăm sóc cây trà là, cũng như những câu chuyện thú vị về loại cây này từ chủ vườn. Dịch vụ và tiện ích Vườn trà là sa đét mở cửa đón khách từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày, với giá vé tham quan là 20.000 đồng một người chủ vườn còn bố trí thêm ghế và các nấc thang để khách lên ngọn trà là chụp ảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách có những trải nghiệm trọn vẹn. Thời điểm lý tưởng để tham quan Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan vườn trà là Sa đét là từ tháng 2 đến tháng 5, khi cây trà là đang trong mùa ra trái, tạo nên khung cảnh rực rỡ và hấp dẫn. Tuy nhiên, mỗi mùa trong năm, vườn trà là lại mang một vẻ đẹp riêng, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Kết luận nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến mới mẻ kết hợp giữa thiên nhiên văn hóa và trải nghiệm độc đáo tại miền tây nam bộ vườn trà là sa đéc chắc chắn sẽ mang đến cho bạn và gia đình những kỷ niệm đáng nhớ hãy đến và khám phá vẻ đẹp độc đáo của nơi đây tận hưởng những giây phút thư giãn và vui vẻ bên người thân và bạn bè